Camera an ninh đã ghi lại hình ảnh một vụ trộm khó tin. Có lẽ khi thiết kế tường rào cho căn nhà này, chủ nhà cũng đã tính toán kỹ khi chỉ để một khe hở khoảng 30 cm phía trên tường rào. Thế nhưng, sau vụ trộm này, vị chủ nhà có lẽ sẽ phải suy nghĩ lại vì năng lực kẻ trộm đã cao hơn tính toán. Hơn 3 giờ sáng 14 tháng 5 năm 2022, sau vài phút lãng vãng bên ngoài, tên trộm đã leo qua tường rào, lách qua khe hở 30cm, rồi đột nhập vào bên trong quán cà phê trên đường Xuân Thới thượng Bảy, huyện Hóc môn thành phố Hồ Chí Minh. Vào khu vực quầy thu gân, tên trộm lục lọi rồi lấy đi 4 điện thoại di động, một máy tính sách tay và 5,7 triệu đồng tiền mặt. Lúc này, bên trong quán có một nhân viên quản lý quán, nhưng ngủ bên trong nên cũng không hay biết. Lấy được tài sản, tên trộm theo lối cũ chui ra ngoài sau khi xảy ra vụ việc nạn nhân đã trình báo công an công an xã xuân thới thường cũng đã lấy lời khai những người liên quan trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác truy xét kẻ trộm